Xin kính chào quý vị đang xem lịch âm dương vào tháng 10 năm 2030. Năm 2030 là năm Canh Tuất, tháng 10 là tháng Bính Tuất. Tháng 10 là một tháng thừa có 31 ngày, trong đó có một số sự kiện và ngày lễ được nhiều người quan tâm. Ngày đầu tiên là ngày 5 tháng 10 dương lịch, âm lịch là ngày 9 tháng 9. Ngày 9 tháng 9 là ngày Tết Trùng Cửu. Ngày lễ thứ hai là ngày 10 tháng 10 dương lịch, âm lịch là ngày 14 tháng 9. Ngày 10 tháng 10 là ngày giải phóng thủ đô. Ngày lễ thứ ba là ngày 11 tháng 10 dương lịch, âm lịch là ngày 15 tháng 9. Ngày 15 tháng 9 là ngày rằm của tháng 9 âm. Ngày lễ thứ tư là ngày 20 tháng 10 dương lịch, âm lịch là ngày 24 tháng 9. Ngày 20 tháng 10 là ngày phụ nữ Việt Nam. Ngày lễ cuối cùng của tháng 10 là ngày 27 tháng 10 dương lịch, âm lịch là ngày 1 tháng 10. Ngày 1 tháng 10 là ngày đầu tiên của tháng 10 âm. Lịch dương của tháng 10 nếu tính theo ngày âm sẽ bắt đầu từ ngày 5 tháng 9 năm 2030 đến ngày 5 tháng 10 năm 2030. Những ngày có dấu chấm màu đỏ trên màn hình là ngày hòn đảo, ngày tốt, ngày đẹp. Tháng 10 là thời điểm rơi vào mùa thu, thời tiết khá mát mẻ và trong lành. Ý nghĩa của tháng 10 giống như ý nghĩa của loài hoa tượng trưng trong tháng đó chính là hoa hải đường. Những người sinh vào tháng 10 thường có một tâm hồn tinh tế nhưng cũng rất dũng cảm và gan dạ. Tính cách của những người sinh vào tháng 10 thường tươi trẻ và đầy nhiệt huyết. Tháng 10 là tháng để thêu dệt ước mơ và vun đắp những dự định, thực hiện những hoài bão lớn. Những người sinh vào tháng 10 không chỉ lãng mạn mà còn bí ẩn, vô vàn, khiến người đối diện bị cuốn hút và không thể rời mắt. Có thể nói, những người sinh vào tháng 10 luôn năng động, sáng tạo và nhiệt huyết, tràn đầy năng lượng trong cuộc sống. Mời quý vị xem chi tiết một số sự kiện và ngày lễ quan trọng trong tháng 10 năm 2030. Vào thứ ba ngày 1 tháng 10, ngày quốc tế người cao tuổi, âm lịch là ngày 5 tháng 9. Vào thứ bảy ngày 5 tháng 10 là ngày Tết Trùng Cửu, âm lịch là ngày 9 tháng 9. Tết Trùng Cửu còn có một cách gọi khác là Từ Thanh, có nghĩa là thảm cỏ xanh. Sau ngày Trùng Cửu, tiết trời bắt đầu sang mùa đông. Vào thứ hai ngày 7 tháng 10, ngày Đại Đức Thích Thiện Mỹ vị pháp thiêu thân. Nhằm ngày 27 tháng 10 năm 1963, âm lịch là ngày 11 tháng 9. Vào thứ năm ngày 10 tháng 10 là ngày giải phóng thủ đô, âm lịch là ngày 14 tháng 9. Vào 8 giờ ngày 10 tháng 10 năm 1954, các đơn vị quân đội nhân dân Việt Nam tiến vào từ các cửa ô tiếp quản thủ đô Hà Nội sau 9 năm kháng chiến chống Pháp. Vào thứ sáu ngày 11 tháng 10 là ngày Mạn Hạ và Dân Y Công Đức, hay còn gọi là ngày Tăng Bảo Thêu Nam Tông, âm lịch là ngày 15 tháng 9. Ngày 15 tháng 9 cũng là ngày rằm của tháng 9 âm. Vào thứ hai ngày 14 tháng 10 là ngày Hội Nông dân Việt Nam, âm lịch là ngày 18 tháng 9. Vào thứ ba ngày 15 tháng 10 là ngày truyền thống Hội Thanh niên Việt Nam, âm lịch là ngày 19 tháng 9. Vào thứ ba ngày 15 tháng 10 cũng là ngày vía Đức Quan Thế Âm. Vào Chủ nhật ngày 20 tháng 10 là ngày Phụ nữ Việt Nam, âm lịch là ngày 24 tháng 9. Vào ngày 20 tháng 10 năm 1930, Hội Phụ nữ Phản Đế quốc Việt Nam, nay đổi tên là Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, chính thức được thành lập. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam là một tổ chức chính trị xã hội của phụ nữ Việt Nam, mục đích hoạt động vì sự bình đẳng, phát triển của phụ nữ. Vào thứ bảy ngày 26 tháng 10 là ngày vía Đức Phật Trược Sư, âm lịch là ngày 30 tháng 9. Vào Chủ nhật ngày 27 tháng 10 là ngày 1 tháng 10 âm lịch. Ngày 1 tháng 10 là ngày đầu tiên của tháng 10 âm. Vào thứ tư ngày 30 tháng 10 là ngày Halloween, âm lịch là ngày 4 tháng 10. Quý vị vừa xem xong lịch âm dương và một số sự kiện ngày lễ quan trọng của tháng 10 năm 2030. Kính chúc quý vị luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin kính chào và hẹn gặp lại.